Hân Hoan chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Mudama TV. Trong kỳ này xin giới thiệu về diễn viên Bạch Chú và những bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất trong năm vừa qua. Anh hiện đang là diễn viên và ca sĩ, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1993 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m79, giải gương mặt mới, diễn giọng, phim truyền hình. Bạch Chú bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2016 qua các vai diễn đủ mọi thể loại từ cổ trang cho đến hiện đại, nhận được nhiều lời khen ngợi của các nhà làm phim và đông đảo khán giả. Năm 2021, Bạch Chú đóng bộ phim có tên là Tân Thiên Long Bát Bộ với độ dài 50 tập. Bộ phim mang thể loại cổ trang lịch sử, hành động võ hiệp giả tưởng và ngôn tình lãng mạn. Đóng cùng với nữ diễn viên Vân Vịnh Sang qua câu chuyện tình cảm của vị thái tử cùng cô nàng tiểu thư Đại Cát trải qua nhiều biến cố lịch sử, tranh chấp môn phái giang hồ giữa nước Đại Tống và nước Liêu. Bộ phim dựa theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Kim Dung được chế tác nhiều phiên bản, vẫn giữ được những tình tiết hấp dẫn, gay cấn ly kỳ, thấm đẫm nước mắt, vốn được nhiều người hâm mộ. Năm 2021, Bạch Chú đóng bộ phim Đạo Mộ Bút Ký 4 Dân Đỉnh Thiên Cung với độ dài 24 tập, mang thể loại hành động trinh thám, giả tưởng, tình cảm đô thị và phiêu lưu thần thoại. Đóng cùng với diễn viên Triệu Đông Trạch trong câu chuyện kể về nhóm thanh niên tiến hành những chuyến phiêu lưu điều tra hình sự, chống lại bọn tội phạm trộm cắp buôn lậu cổ vật từ trong các ngôi mộ cổ quý giá. Bộ phim hấp dẫn lôi cuốn khán giả với những tình tiết hết sức ly kỳ, gay cấn và đi đến những kết cục bất ngờ cùng những câu chuyện về tình yêu và tình bạn diễn ra trong những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Bạch Chú đóng bộ phim có tên là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát với độ dài 59 tập. Bộ phim có thể loại thần thoại tiên hiệp giả tưởng, hành động kỳ bí và ngôn tình lãng mạn. Đóng cặp với các diễn viên Thành Nghị và Diên Băng Nghiêm trong câu chuyện về tình yêu của đôi nam nữ thần tiên trải qua kiếp người tại chốn trần gian, rồi từ đó bất ngờ khám phá ra thân phận bí ẩn của mình. Bộ phim được nhiều người khen ngợi với những câu chuyện về tình yêu trải qua những thử thách cùng các trận chiến đầy màu sắc thần thoại tiên hiệp giữa các tiên giới và ma quái vô cùng mãn nhãn. Hy vọng mọi người yêu mến và ủng hộ nhiệt tình những bộ phim đặc sắc của nam diễn viên Bạch Chú. Cảm ơn vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại vào những dịp khác và xin chào, tạm biệt.